Đây là đang đứng trên một cái tòa tháp ở Paris. Mấy anh em đang ăn tối và trên tháp là chị em mình thấy nhìn xuống một cái bờ hồ của khách sạn Palazzo. Thì hiện nay mấy anh em đang ở trên tòa nhà của Palazzo, lầu 15. Và đây là một cái buổi nhạc nước rất đẹp, dù là đang ở trên cao ở lầu 12 của tòa nhà tháp Paris. Và bên dưới thì là một khách sạn mà lá số, và đây là nhà nước nó đang chơi đó anh chị. Đây là một cái nhạc mà rất là đẹp và rất là hùng vĩ. Nếu anh chị ở ngoài đó, anh chị sẽ thấy rất là khí thế và tiếng nhạc nó kêu bùm bùm bùm. Và tại đang đứng trong một cái building rất là cao nên chúng ta sẽ không có thấy được những cái mà âm nhạc nghe tiếng của những anh chị em mình đang đi ăn như này. Đây là một cái cơ hội những người Việt Nam chúng ta có thể đi du lịch mà mình travel khắp mọi miền đất nước. Đây là Las Vegas, ngủ ở Palazzo. Đây là ba anh em Kiệt và anh Thắng và anh John Lu đến từ Connecticut. Và Thắng, ba anh em đang đi tới nhà hàng Pháp. Đây là một cái chai rượu champagne. Và đây là những người mà đang nấu bếp thời gian, và ba anh em đang ăn ba cái món bò. Và đây là những người học cúc, trước cúc, những người nhân viên Pháp để ra những món ăn cho cái nhà hàng này anh chị. Đây là một cái sản phẩm mà anh chị biết mà bò, đây là cái này tên là Power Restaurant Cook Book The Lifestyle. Đó, đây là cái book đó đẹp. Và bên kia là những món làm từ trước. Đây là một cái nhà rất là tuyệt vời. Và nếu anh chị em nào mà có dịp mà lên tòa nhà cao nhất thì hãy lên đây để hưởng thụ những món bò rất là tuyệt vời chị. Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn thân mến. Đây là Palazzo. Tối hôm nay ngủ cái sàn Palazzo. Đây là những tiếng nước, tiếng nhạc đang bắt đầu nhạc theo điệu của Palazzo. Đó, đây là một nhạc nước rất là hay và rất là đẹp. Đó, anh chị thấy hồi nãy mình đứng ở trên lầu thì mình chưa thấy nhạc nước. Bây giờ ở đây thì anh chị thấy nè, nó đây là chuyện nhạc nó lên. Nãy mình đứng ở trên lầu Paris thì mình không thấy, còn bây giờ thì mình thấy. Nhìn thấy đẹp không? Wow, rất cao phong phong khỏi nắp và lại rồi.